Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh channel của mình. Và mình là Thắng nè. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một tựa game có đồ họa gần giống như là Minecraft. Nhưng mà không phải là Minecraft đâu nha. Trong cái game này chúng ta phải dùng những vũ khí như là cung tên này, súng này, kiếm này để chiến đấu với những cái kẻ xấu để bảo vệ thế giới. Và nếu như các bạn thấy cái video này của Thắng hay thì hãy nhớ để lại cho Thắng một like, một đăng ký kênh để Thắng có thật nhiều động lực dành những video mới nha. Còn bây giờ thì let's go. Và cái game này nó có tên là Survival Hungry Game 2. Và ở trong cái game này thì nó có hai chế độ, một là chơi bình thường, còn hai là chơi ở chế độ sinh tồn. Thì hôm nay Thắng sẽ chơi ở cái chế độ bình thường. Ok, play game. Wow, đồ họa đẹp dã man luôn này. Wow, như là ở Minecraft trên máy tính luôn ấy. Okay. Mới vào thì người ta đã cho mình một cái cung tên rồi với 31 mũi tên. Thì bây giờ mình sẽ đi tiêu diệt những cái kẻ xấu. Ủa, trúng luôn. May. Hai thằng rồi. Mới vô thôi mà đã bị hai thằng nó ám sát mình rồi. Ô, thằng này nó có cái súng này. Nhặt luôn. Nhặt mấy cái đốm trắng là được thêm nhiều điểm nha. Đi lên đây nào. Wow. Ui trời. Ủa, không vẫn chưa chết. Mày. Hai phát mới chết cái thằng ôn này. Trên này không có ai à? À có kìa. Mày ôi trượt rồi. Bắn xuyên qua hãng của nó. Mày. Này. Headshot luôn. Mỗi khi headshot nào các bạn sẽ được thêm một cái mũi tên nữa. Ô. Ui chạy nhanh dã man luôn. Headshot. Mày. Mày ôi. Dã man. Thằng này nó có giáp bắn 3 phát nó mới chết liền. 300 tiết liền, sợ dã man. Mình thì có mỗi 100 tiết. Ồ, có kiếm này, nhặt kiếm luôn. Kìa có máu không? À, thử đổ súng bắn phát nào. Keng, chết luôn. Mày. Ôi thằng này cầm kiếm, được rồi, hay quá, cầm kiếm. Được rồi, thì ta sẽ đọ kiếm với mày. Tính ta không có kiếm á. Ui ôi, trượt. Mày này, định đọ kiếm với ta. Tuổi gì? Kia có máu không? Wow, các bạn nhìn kìa. Kia có khẩu súng kìa. Kia chắc là súng xịn đấy. Mình sẽ ăn khẩu súng này. What? Ở trong nhà kia có thằng kìa. Mày vãi. Thằng này tận 300 tiết nhấn. Mày cắn trộm tao này. Toàn thể lại cắn trộm phải tiêu diệt tận gốc luôn. Kia lại có súng rồi. Bắn thằng này đã. Bắn từ xa luôn. 100 tiết. 200 tiết. Thằng này có 200 tiết liền. Ăn súng luôn. Ăn súng nữa. Ôi thằng nào bắn tao đi. Thằng này mày lại bắn tao à. Bố láo. Thằng này có mỗi 100 tiết. Bắn một phát là nó chết luôn. Ăn đốm trắng. Ôi. Đâu đây? Đâu bắn mình đây? Ô, đâu bắn mình nhỉ? À, có thằng trong nhà. Được đấy. Tao sẽ dùng kiếm. Được rồi, tao sẽ dùng kiếm. Mày này, bố lão này. Dám bắn tao cái gì đây? Mày chả biết là cái gì nữa, cứ nhặt lên. Wow, kiếm này kiếm xịn dao ấy. Kia có thằng rồi. Mày tiêu diệt thằng này. Ô, sao không chết nhở? Không có mất tiết luôn. Mà mình không cả đi thêm được nữa ấy. Chỉ đứng ở đây được thôi. Bắn tên thế nào? Cung tên thì bắn được này. Thằng này nữa. Headshot luôn. Wow, nhưng mà còn nhiều lắm. Đây. Cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Sao bắn được nhỉ? Sao lắm kiếm thế này, lắm đồ dã man, súng hết đạn rồi. Ôi, để cung tên này. Dùng cung tên mới được. Mày. Quay trống luôn. Mày.
nó không bắn được mình, nhưng mà mình cũng không bắn bằng súng được nó, chỉ bắn bằng cung tên được thôi. Kiểu như là cái góc lang ấy. Ủa đâu đây? Bọn này toàn bắn trộm mình thôi. Ở đâu nhỉ? Dưới đây hết rồi mà. Ô, không thấy luôn. À đây 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 đây. Mày hết shot luôn. Đây đây. Ô dưới này đông kinh khủng luôn. Wow. Ôi thôi thôi. Mày nè. Chấp cả hai thằng luôn. Dưới này đông dã man. Ra bao nhiêu súng luôn, bao nhiêu đồ luôn nè. Đây có thằng này, bắn từ xa luôn. Ha, khoan nữa, chết luôn. Thằng này có 200 tiết thôi. Thôi xong rồi, mình còn 40 tiết rồi. À may quá. Đầu kia có tiết kìa. Wow, trông kìa bao nhiêu đồ kìa. Wow. Đấy là cái góc này là góc nang nè. Mình không cảnh nhảy được vô luôn này. Bắn từ xa luôn. Mày. Ôi. Hết cung tên rồi. Hết cung tên thì dùng súng. Mày. Keng. Ôi. Súng này kiểu như là súng sóc cùn ý. Ê. Ô. Mình đã qua level 1 rồi. Ok, thì các bạn ơi, thì cái game này nó có 6 level nè, thì mình đã đạt đến cái level 2 rồi, thì mình nhất định sẽ phá đảo cái game này. Ok, bây giờ sẽ play game ở level 2. Sang hòn đảo thứ 2. Wow, sao lúc nào mới vào cũng cho mình cái cung tên này. Ê này. Những cái cung tên này thôi nhưng mà nó hơi bị chất luôn nè. Bắn một phát là 100 tiết luôn. Mày. Ôi giời, một phát luôn. Súng này chỉ được cái bắn nhanh thôi, nhưng mà bắn được ít tiết lắm. Mình thích bắn cung tên hơn. Ồ, có kiếm này. Cầm kiếm luôn. Không biết có thằng nào định đọ kiếm với mình không nhỉ. Ôi, bọn này toàn cầm súng này. Mày. Bố láo, bắn mà cũng trượt nữa. Tao bắn trượt đã lành mà bọn mày bắn cũng trượt. Mày. Lộn ngược luôn. Lại có súng rồi. Kia có máu kìa. Ui. Bọn này chạy nhanh dã man luôn. Ui thằng này bắn 2 phát bên trên này. Ra máu rồi kìa. Ui nhiều điểm dã man. Đây có máu nữa nè. Ô đây máu nè. Nhặt luôn 140 máu cò. Mình có 140 máu luôn. Wow. Wow đông thế. Thôi thế này mình phải chơi cái biện pháp tỉa từng thằng một mới được. Xem thằng nào gần gần mình thì mình sẽ tỉa nó. Thằng này. Mày chạy nhanh thế làm tao ngắm không có kịp luôn. Kia có thằng màu vàng rồi. Ồ đây. Thầy gần hơn. Chứ gì đã nhìn thấy mình rồi. Nhặt súng của nó. Nó cầm súng cùi bép. Cùi dã man luôn. Thằng này lại nhìn thấy mình luôn. Chạy nhanh dã man luôn. 2 phát luôn. Headshot. Đây có thằng này. Nó đang ngắm biển các bạn ạ. Ôi. Súng bắn 3 phát nó mới chết liền. Còn ai nữa không? Ra đây. Kia có máu kìa. Ôi nhưng mà mình đầy máu mình không cần. Mặc định này có 100 máu. Ăn thêm máu thì nó cũng tăng máu. Nhưng mà mình không cần. Mình chấp luôn. Đây thằng này. Súng này bắn sai yếu dã man luôn. Cái súng này nó chỉ bắn gần thôi. Kiểu như là súng sóc gun ý. Đây. Mày đọ kiếm không? Kiếm ơi, chiếm tận 2 phát nên là nó bắn mình còn ít tiết quá. Nó bắn mình hết mấy chục tiết liền. Trời đất ơi, chơi liều quá. Thi thoảng đổi súng cho nó không khí nó vui vẻ, đỡ nhạt nhẽo. Ê. Bọn này phải dùng cung tên. Mày. Bố mày ở trên này cơ mà. Đồ nó đâu rồi? Nó đâu mất tiêu, nó chạy đi rồi.
Là thế bạn của ui sọc ui, sao lại bạn bắn trộm mình thế này? Tôi xong xong thôi, xong mày. Mình chết là do nó cắn trộm mình thôi, chứ không là còn lâu mình chết luôn nhá. Chơi lại. Ê, cho mày chết nè. Tội cắn trộm tao. Đúng rồi, bây giờ tao sẽ tiêu diệt mấy thằng đệ tử kia. Mấy cái thằng đệ tử dám làm phản kia. Nhưng mà nghẹt súng đã. Súng lục đảo lắm nhưng mà chẳng may nó hết đạn phát này. Cái gì đây? Mình chả biết cái này là cái gì, thôi cứ nhặt bừa vào. Ui, bên kia vẫn còn hòn đảo nữa cỏ. Wow. Mày đấy. Ủa, kiếm này. Ôi, mình nhanh tay quá, mình bắn chết cái thằng kia, nó muốn đọ kiếm với mình. Thế mà mình đã cầm súng mình bắn nó. Tiếc quá đi. Thật cái này lên, kia có máu rồi. Wow, kia còn 3 thằng cỏ. Oh, kia có súng rồi. Kia có súng xịn cỏ. Súng xịn xịn súng súng xịn rồi. Bắn sao rồi, chết luôn. Mày làm sao đó súng. Ui thằng này. Ui ôi hết đạn rồi. Ui lạp đạn đâu quá. Mày. Thằng kia mày lại chán sống rồi. Chán luôn. Bọn này chơi toan súng đẻo. Là mình nhặt toan súng đẻo dùng. Ủa sao bên này đông nghịt ra. Bên này phải hơn chục thằng liền. Mình phải chơi lựa mới được. Ôi, thằng nào đã nhìn thấy mình, thằng này. Mày vào đầu luôn. Thằng kia. Mày, ôi, giật thế. Ồ, nó nhảy lên đây rồi, nó nhìn thấy mình rồi. Ồ, ôi. Ui, nó còn, lại còn hết đạn vào giờ này nữa chứ. Không sao, chấp nó ạ. Còn 2 thằng. Mày. Ôi. Ôi súng này nó giật đi đâu ấy. Ôi dồi ôi. Chạy. Hết đạn rồi. Mày. Đọ súng với mình chứ. Ui bọn này dùng toàn súng đảo bạn. Chán thật đấy. Chán ra súng xịn gì. Wow, thằng kia xoại nhìn đẹp thế kia. Ồ, chắc hắn là bốt rồi. À không phải, hắn là trùng. Mày. Bọn này chán sống hết với nhau rồi. Nhìn thấy mình là phải chạy đi chứ. Nhìn thấy mình mà cứ đấy bố vào kiểu như hiếp mình ấy. Đó, khỏi kia là thằng trùng cò. Bây giờ mình sẽ lựa nếu không là hắn ta nhìn thấy mình, hắn ta sẽ lổ súng trước mình. Đúng là ông trùng khác rảnh háng ngồi ngắm trăng. Đấy mà đang ban ngày mà làm gì có trăng. Ngồi ngắm mặt trời. Cho mình ấn nhầm vào cái chỗ đóng băng đông cứng. Ấn vào cái mờ cái đồng hồ cát ấy, còn là chúng ta sẽ chậm lại. Bị chậm lại và bot nó cũng chậm lại để tiện cho việc bắn headshot. Wow, bot có ông trùm, hello ông trùm. Wow. Bằng ui giật quá. Ui solo luôn. Ui bắn toàn vào đầu cũng chưa chết. Chạy hết tiết rồi, chạy. Ui chạy chạy. Ôi còn 14 tiết thôi, liều mạng. Mày. Yeah. Wow. Trời ơi mày dám ăn luôn. Mình còn đúng 14 tiết mà vẫn bắn chết được ông trùm. Quá là may mắn luôn. Ok, và mình đã qua được 2 màn rồi. Thì bây giờ cái thời lượng video nó cũng dài rồi, nên mình sẽ bye bye các bạn ở đây nha. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Bye bye.